Tại rất nhiều các thành phố, các chất gây ô nhiễm như sương mù, khói bụi và vi khuẩn gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trong lành của bầu khí quyển. Mỗi ngày, con người hít thở trung bình 18 kg không khí, trong đó phần lớn là không khí trong nhà. So sánh với 2,5 kg của đồ ăn và nước tiêu thụ mỗi ngày, chúng ta có thể hình dung được ảnh hưởng to lớn của việc được cung cấp đầy đủ và không đầy đủ nguồn không khí sạch và trong lành đến sức khỏe của mọi người. Hơn thế nữa, thiết kế nhà kính để ngăn chặn các tác nhân gây ô nhiễm từ bên ngoài cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hội chứng ốm nhà, do các nguyên liệu được sử dụng và thiếu sự thông gió cần thiết. Để giải quyết những vấn đề này, Panasonic đã đặt nhiệm vụ tạo ra và duy trì nguồn không khí sạch và trong lành làm ưu tiên hàng đầu của tập đoàn. Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nhà ở, Panasonic có hiểu biết sâu sắc về thiết kế không gian, cách thức xây dựng cũng như các mô hình lưu thông không khí trong nhà. Những kinh nghiệm đó, cùng với kỹ năng và công nghệ tiên tiến, chúng tôi đã và đang phát triển giải pháp không khí toàn diện cho mọi dự án phát triển nhà ở. Để tạo ra nguồn không khí trong lành và cung cấp nguồn thông gió dồi dào trong nhà, điều hòa, máy lọc không khí, quạt gió phục hồi năng lượng và hệ thống thông gió Pure-Tech được Panasonic sử dụng để giải quyết các tác nhân gây ô nhiễm và độ ẩm trong khu vực mà vẫn không làm ảnh hưởng đến luồng khí kính trong nhà. Không khí từ bên ngoài sẽ đi qua một quạt hút gió với hệ thống lọc để lọc hết các chất ô nhiễm. Nhờ đó, không khí sẽ trong sạch hơn và lưu thông quanh nhà. Trong khi đó, luồng khí bẩn sẽ được đẩy ra ngoài qua quạt thông gió. Hệ thống thông gió thông minh bao gồm các thiết bị thuộc giải pháp không khí được lắp đặt quanh nhà sẽ đảm bảo mức độ hiệu quả cao nhất là luôn luôn cung cấp nguồn không khí trong lành nhất cho ngôi nhà của bạn. Công nghệ NanoE của Panasonic cung cấp và giải phóng điện tĩnh sẽ sản xuất ra các hạt nước để thanh lọc nguồn không khí trong nhà. Công nghệ NanoE cũng ngăn chặn rất nhiều chất ô nhiễm, từ virus đến chất hạt mịn. Hệ thống thanh lọc không khí NanoEG được tìm thấy trong các sản phẩm điều hòa của chúng tôi, loại bỏ được 99% các hạt mịn, vi khuẩn, virus, nấm mốc và giữ nguồn không khí trong nhà luôn mát lạnh và an toàn. Công nghệ NanoEX tạo ra số lượng hạt sạch cao gấp 10 lần so với các thiết bị sử dụng công nghệ NanoE thông thường, khiến công nghệ này cực kỳ phù hợp cho bệnh viện, trường học và thậm chí là cả phương tiện giao thông công cộng, bởi nó loại bỏ nhiều chất ô nhiễm nhanh hơn. Công nghệ NanoE Panasonic được chứng minh hiệu quả vượt trội và lâu dài trong lĩnh vực công nghệ làm sạch không khí, biến nó trở thành lựa chọn thông minh hơn cho người sử dụng. Bằng việc kết hợp chuyên môn phát triển nhà ở, công nghệ thông gió và hệ thống làm sạch không khí đã được chứng minh hiệu quả, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp duy nhất của giải pháp không khí toàn diện. Giải pháp không khí toàn diện Panasonic bảo đảm không gian khí kính trong nhà không bị ảnh hưởng bởi các chất ô nhiễm độc hại và đã được phát triển cùng với sự ra đời của không gian sống thoải mái và lành mạnh cho tất cả mọi người. Panasonic.